Hello cả nhà, hôm nay thì mình được má mình rủ đi massage làm đẹp. Thấy mình bận rộn công việc quá, không chăm chút bản thân. Xin tiền thì không cho, nhưng mà thấy con cái nó bận rộn lao tâm khổ tứ vì kiếm tiền quá, thì lại dẫn con mình đi xả stress, đi gội đầu thư giãn, massage toàn thân này cả nhà, cưng không? Đó, lâu lắm mới được cảm thấy mình nhỏ bé vì được má mình chiều đi dẫn đi làm đẹp chung. Đó, hồi nãy là rất là nhiều bước massage, tẩy da chết, đắp nạ các kiểu rồi, nhưng mà phê quá và vì đang nhắm mắt hưởng hưởng nên là không có quay lại. Đó, còn bây giờ thì sẽ là massage cổ, vai, gáy, tay, chân để cho thả lỏng cơ thể, thư giãn. Tính ra là cách của má mình hưởng thụ cũng đúng, cả một đời khổ vì các con rồi, lo lắng cho các con rồi, thì tới cái tuổi xế chiều thì mình cần phải được tận hưởng cho bản thân và làm đẹp. Tuy nhiên thì đôi khi mình thả các con cho tự, các con tự lớn, tự khôn, tự nỗ lực, tự mạnh mẽ, tự vươn lên. Nhưng mà những lúc mà thấy các con mình mệt mỏi quá thì cũng cho nó đi xả stress để rồi sau đó tiếp tục tái tạo cái năng lượng để tiếp tục mà cố gắng phấn đấu, giống như ba mẹ ngày xưa cũng đã cố gắng phấn đấu để lo cho các con vậy đó. Nói chung là đang ước có ai dắt đi massage thì má mình dắt đi ngay.